Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 4 tháng 11 năm 2021 về việc khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường liên quan vụ Việt Nam Pharma, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế để điều tra về những sai phạm liên đới vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Heo 2000. Theo nguồn tin, cơ quan an ninh đã khởi tố bị can ông Trương Quốc Cường để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Thời điểm xảy ra sai phạm, ông Cường là Cục trưởng Cục Quản lý Dược của Bộ Y tế. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định và lệnh trên. Thứ trưởng Trương Quốc Cường bị cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an xác định có trách nhiệm liên đới trong vụ án Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường cùng đồng phạm buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Heo 2000 Canada. Theo kết luận, ông Nguyễn Minh Hùng đã có hành vi trực tiếp thỏa thuận với ông Võ Mạnh Cường để mua 838.000 hộp 4 loại thuốc mang nhãn mác Heo 2000 Canada giả về nguồn gốc xuất xứ trị giá hơn 54 tỷ đồng để nhập khẩu vào Việt Nam tiêu thụ. Để xảy ra việc trên, nguyên nhân một phần là do sự thiếu trách nhiệm vi phạm quy chế của một số người là lãnh đạo, cán bộ tại Cục Quản lý Dược Việt Nam Pharma đã sử dụng số đăng ký của hai loại thuốc được Cục Quản lý Dược cấp số đăng ký để nhập khẩu thuốc giả nguồn gốc xuất xứ vào Việt Nam tiêu thụ, gây hậu quả thiệt hại về tài sản hơn 50 tỷ đồng. Trước đó, Viện Kiểm sát tối cao đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra làm rõ trách nhiệm của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế trong việc không dừng lưu hành các thuốc mang nhãn mác công ty Heo 2000 Canada tại thời điểm năm 2014. Trong bản kết luận điều tra bổ sung được ban hành giữa tháng 7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế xác định tại thời điểm năm 2014, đối chiếu với quy định pháp luật về chuyên ngành dược để đánh giá có vi phạm hay không. Tuy nhiên, đến nay Bộ Y tế vẫn chưa có văn bản trả lời. Ngoài ra, có 55 trên 63 sở y tế cho biết không tiếp nhận thông tin gì về việc thuốc mang nhãn hiệu Heo 2000 là giả. Kết quả xác minh tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam xác định trong thời gian từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 6 năm 2015, đơn vị này không tiếp nhận, chuyển phát các bưu phẩm có thông tin người gửi là Heo 2000. Tổng lãnh sự quán Canada, người nhận là Bộ Y tế, ông Trương Quốc Cường. Kết quả lấy lời khai ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế thời điểm năm 2014 là Cục trưởng Cục Quản lý Dược, cho thấy các thông tin, tài liệu Cục Quản lý Dược nhận được từ thời điểm 2014 chưa đủ cơ sở để dừng lưu hành các thuốc mang nhãn mác Heo 2000. Chưa đủ cơ sở để nghi ngờ về nguồn gốc thuốc, ông Cường cho rằng với cương vị là Cục trưởng, ông đã chỉ đạo đơn vị chức năng liên hệ, đề nghị phía Canada trả lời chính thức bằng văn bản để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, phía Canada không có văn bản trả lời nên ông Cường đã chỉ đạo truyền thông tin liên quan, đề nghị Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an phối hợp xác minh làm rõ theo quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Bộ Công an. Ngoài ra, trong khi chờ kết quả trả lời chính thức và kết quả xác minh, Cục Quản lý Dược đã có văn bản đề nghị Hải quan tạm dừng nhập khẩu đối với loại thuốc trên. Liên quan vụ án này, các thuộc cấp của ông Cường là Nguyễn Việt Hùng, cựu phó cục trưởng, Phạm Hồng Châu, cựu trưởng phòng đăng ký thuốc, Nguyễn Thị Thu Thủy, cựu phó trưởng phòng quản lý giá thuốc cũng đã bị khởi tố điều tra. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19, theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin News247 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi, hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.